Theo Sở Y tế thành phố Hà Nội, nhiều cơ sở làm đẹp spa vẫn tìm cách lách luật, gắn biển hiệu thẩm mỹ viện khiến người dân lầm tưởng đây là cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ. Trên địa bàn thành phố đang tồn tại hai loại hình cơ sở làm đẹp là phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ do Sở Y tế cấp phép và các cơ sở chăm sóc sắc đẹp do Ủy ban nhân dân cấp quận huyện cấp phép. Thời gian qua, nhiều cơ sở làm đẹp spa quảng cáo và thực hiện phẫu thuật nâng ngực, nâng mí, hút mỡ trái phép Hậu quả là đã có một số bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu sau khi làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ, spa này. Trước thực trạng đó, Sở Y tế thành phố Hà Nội đề nghị chính quyền các địa phương phải tăng cường giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý những vi phạm ở các cơ sở thẩm mỹ, spa hành nghề trái phép. Sở cũng sẽ phối hợp với cơ quan công an và các quận huyện, thị xã tiếp tục giả soát các cơ sở làm đẹp trên từng địa bàn, đồng thời tổ chức các đợt thanh tra đột xuất. Sở Y tế thành phố Hà Nội mong muốn người dân khi phát hiện hành vi vi phạm tại các cơ sở làm đẹp hãy thông báo ngay tới chính quyền sở tại hoặc Sở Y tế để xử lý vi phạm kịp thời.